Vâng, mình chào mọi người nha. Hôm nay thì mọi người cùng mình tham quan một cái vườn hồng và cùng ngắm những cái sắc hoa nơi đây nha mọi người. Màu thứ hai nữa nè. Rất là nhiều giống, nhiều loại luôn mọi người ơi. Đẹp quá. Rồi. Hoa hồng. Màu vàng nè. Bông gì cụm luôn. Hoa nó rất là thơm mọi người ơi. Này là giống tỉ muội nè. Ngắm bao nhiêu đây được hả mọi người? Chào mọi người nha.